Hôm nay là ngày thứ hai Đà Nẵng triển khai thực hiện quyết định 2905 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về áp dụng các biện pháp mới cho công tác phòng chống dịch. Theo đó, thì người và phương tiện lưu thông qua các chốt kiểm soát và có giấy đi đường gắn mã QR code, thẻ nhận diện phương tiện có thời hạn 1 cam. Cung ứng hàng hóa do công an thành phố, công an các quận huyện cấp sẽ hết hiệu lực sau 8 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Trên các tuyến đường chính đi vào trung tâm thành phố, các chốt kiểm soát đa phần được tháo dỡ nên lưu lượng phương tiện đi lại khá thông thoáng. Các điểm chốt liên thông với quận huyện, lực lượng chức năng được tăng cường kiểm soát giấy đi đường theo phương pháp quét mã QR code nên hạn chế ùn tắc giao thông vào ngày đầu tuần đi làm việc. Các shipper vận chuyển hàng hóa cũng được cấp đổi lại giấy đi đường mới gắn mã QR code do Sở Giao thông Vận tải quản lý nên khi lưu thông qua chốt cũng thuận lợi hơn trước. Trước đây thì nó cấp mã giấy thì cũng thuận tiện, nhưng mà sau này tôi đã chạy được 2 ngày thì phải đổi giấy. Nhưng mà sau này là có cấp thẻ đi đường có quét mã code thì nó nhanh chóng thuận lợi hơn nhiều. Tạo điều kiện cho chúng tôi được đi xíu thuận tiện hơn. Theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường, trường hợp được xử lý cấp đổi mới nhanh giấy đi đường có gắn mã QR code như anh Đạt rất ít. Nhiều bạn shipper do không đổi kịp phải sử dụng thẻ lưu hành cũ để lưu thông nên được các thành viên chốt kiểm soát nhắc nhở. Cái việc mà sử dụng các cái ứng dụng để kiểm tra cái QR code của nhân viên giao hàng shipper công nghệ thì hỗ trợ rất là lớn về cái mặt thời gian cũng như là về các cái thủ tục, giúp cho cái tổ kiểm tra nhanh và thông tin chính xác hơn. Còn một số trường hợp thì khi nhận ra không đúng lộ trình thì yêu cầu là các phương tiện luồng xanh quay trở về đúng theo lộ trình.